có rất là nhiều loài khủng long ở trên cái đảo này. Như các bạn thấy, đây là một bầy khủng long cổ dài, nó đang ăn lá cây. Ở bên kia là có ba khủng long, nó đang ăn lá dừa kìa. Ôi, chị Thanh ơi, cô lên, các bạn chỉ tên đó rồi. Mình thấy mình bao cái tàu này đã không? Đó, một mình làm chủ nguyên cái tàu này luôn. Chính xác. Ê, cái kia cái mũi gì đó? Cái đó là cái mũi neo á. À, mũi neo này nãy neo tàu á. Ờ, đúng rồi. Đã thiệt chứ, gió mát đã ghê luôn á. Đúng rồi. Ghê luôn á. Ê, ở kia có con Godzilla gì kìa. Có, có. Ui, đó đã. Nó giữa hai cái tàu kìa. Ui, một cái vậy. Được rồi Minh, để anh lấy giúp thầy nó. Thôi, em muốn anh em mình trình đi chứ về chứ không có mang quà nữa đây. Thôi đi nghe. Ủa chứ con Godzilla nó đã quá, mình kẹo nó thử coi nó có dí mình đó. Ôi, của huynh mình cái là tay đầu luôn á. Ôi các bạn ơi, ở kìa có một khủng long. Khủng long hay sừng như vậy á. Nó đang uống nước kìa. Để mình nó uống hết. Ôi, nó khỏi đuổi luôn nha. Ôi, mà sao lại dưới ta. Ôi, người ta nói đâu kìa. Người ta không sợ khủng long cái người. Người ta trong gì đâu mà uống nước biển các bạn. Còn là mình uống nước cỏ với cái này nó uống nước biển luôn. Lòng này nó là lòng đảo các bạn ơi. Mình đang ở đảo. Ôi, con này lạ ghê luôn anh ơi. Ôi, ở kia có xích đu gì ở giữa biển ta. Ôi chân. Ôi, lạ thiệt luôn á. Ôi, chỗ kia tàu tuần xa bơi quá tay luôn kìa. Ở kia có núi nữa. Ê, cái này là cái gì nè Minh? Đâu? À, cái này là như là cái cano đi biển á. Ờ, đúng rồi, đúng rồi đó. Ừ, cái hồ cả một cái chạy ghê luôn á. Ủa thiệt? Ta chạy cái này là chắc đúng rồi. Đúng rồi, kia. Cái bờ biển này chạy ghê luôn Minh. Ôi, chết ơi. Cái tàu của nó. Ủa, cái tàu nó lão quá Minh ơi. Ôi, cái nào đó thành cái màu biển ghê luôn á. Ủa, cái này thiệt luôn á. Ôi, chỗ này là cái gì nè Minh? Ôi, sao có này? Chú này á. Chú này dạ có thằng giả chị này. Đúng rồi. Ê, xin lưu này anh. Ôi, đeo lên, đeo lên. Ôi, đưa, đã quá Minh ơi, có biển đó kìa. Ôi, nơi bây giờ em muốn cảm giác mạnh quá à. Cảm giác mạnh phải không? Ờ. Rồi, anh sẽ cho em cảm giác mạnh thiệt luôn. Để em xuống, xuống mình đưa. Ôi, nhé. Chú ý á. Ừ. Chú ý á. Đã chưa? Ờ, anh làm em đau đến quá. Thì em muốn cảm giác mạnh á, mạnh. Đó, mạnh vô, nó phải đau vậy đó. Dạ, đau quá. Ê, ui, ngoài kia có gì kìa? Cái gì vậy? Ôi, chuyện trong cái xích đu quá vậy? Ê, chuyện đó anh. Ôi, trời ơi, xích đu nè. Ê, wow, xích đu nè. Lên. Cái đảo có mấy tảng nó khá đẹp quá kìa. Về ngoài tắm đi. Ờ, được. Đem này vô, đem vô để muối rác mắt lắm á. Trời ơi, em biết đeo rồi nè. Chuẩn bị nhảy nha. Rồi. Ổ cá qua tay luôn nè. 1 2 3. Đấy. Ờ, hay quá chị Tân ơi. Vòng gì vô. Thôi sao hỏi chị Tân được. Ở hòn đảo kia đẹp quá Minh ơi. Đúng rồi. Ê, làm đảo đi bơi hay sao? Trời, nó đã quá hay mạnh. Đúng rồi, ở dưới có quá chị. Ở dưới quá trời con cá lại luôn á. Ôi, đã hay ta. Hay là bây giờ tụi mình bơi ra ngoài đảo kia đi. Ồ, được rồi, có nhiều thú lạ luôn á. Đi. Ôi, tụi Thanh, em thấy cái gì là lạ kìa. Cái gì là lạ? Ở biết đâu. Ủa, đó tảng đá bình thường nè. Mưa rồi, tảng đá mà. Ừ, tảng đá bình thường thôi. Ủa, em nói cái đó kìa. Cái đó là cái gì? Đó. Đâu? Đó. À, cái này giống cá mập quá vậy. Ôi, trời ơi, cá mập đó. Chạy luôn. Ôi. Thank you.
lên. Ở bởi vì mốt đừng bơi ra sao ấy, bơi sao nguy hiểm. Tắm gần gần được. Đúng rồi. Phải tắm gần gần mới được. Hôm nay thì mình và Mạnh sẽ đi thử thách bắt cua ban đêm nha các bạn. Giờ đang là nửa đêm luôn rồi đó. Đúng rồi đó, tối lắm rồi đó. Coi coi có tối nay coi coi có con gì lạ lạ không nha anh em. Đúng rồi. Em nhiều con lạ lạ lắm. Đúng rồi đó. Cái gì vậy? Cái này là gì? Ui. À, con này là ốc mượn hồn. Ủa? Bỏ vô mà. Ốc gì là lạ chứ. Bỏ vô. Rồi một con. Bỏ ốc nào đẹp. Ủa thêm một con nữa nè. Ui, thêm con nữa kìa. Thêm con ốc mượn hồn nữa. Wow. Bỏ vô. Ok. Ôi con gì vậy? Cua. Hay quá anh bên ta đây. Em cua đây, anh em nào biết anh em nhớ comment dưới nha. Đúng rồi, cua này bự gì luôn á. Không biết con gì luôn. Ở đây nó có hai cái gai nữa nè. Ôi, cái gai này là nó bằng phòng thân của nó. Đúng rồi, mình nằm dưới đây là lũng cái tay mình luôn á. Con này cũng ghẻ rồi. Ôi, như này con này cũng ghẻ. Đúng rồi, ghẻ biển á. Ghẻ biển bự. Ngon. Tối nay anh em mình làm con nha. Đúng rồi. Được. Cái gì vậy? Con ốc mượn hồn các bạn ơi. Rồi bỏ vô cửa rồi. Wow, ốc mượn hồn. Có ốc mượn hồn này nó chi nhẹ hay vô con vỏ ốc luôn á. Nãy giờ đi nửa tiếng đồng hồ rồi mà không có con gì luôn á. Cái bờ biển này nó yên lặng chứ không thấy con gì nữa á. Chứ vậy mình thấy ít quá hay là mình thả đi ha. Ừ thôi, như đây ăn được gì đâu. Mình đổ ra coi nãy giờ mình bán được bao nhiêu đó. Ồ đây một con ốc con cua con còn cua này là cua bự nè. Cua này thịt mới đã nghe. Con ốc mượn hồn nó chạy nè. Đúng rồi, nó lội đầu ra kìa. Ừ nó đang dần dần thu hoạch. Nó cũng lội đầu ra kìa. Ủa cái sao con này giống tôm quá vậy? Giống tôm quá ha, nó lú ra kìa. Đúng rồi. Nãy nghe kìa, nó lội qua quá chậm kìa. Bò đi ủa nó bò kìa. Nó bò được nhanh kìa. Nhanh tiện á. Làm cái gì vậy? Không đồng hổ đi. Nè nó đồng hổ kìa, nó đồng hổ kìa. Trời ơi. Đồng hổ nhanh. Ủa nhanh vậy mất tiêu luôn rồi. Rồi lội cái đầu nè, giờ mình sẽ bắt lên nha anh em. Rồi bắt lên thử nha. Bắt lên lát nữa nó đồng hổ tiếp nè. Con này á anh em bắt á phải chú ý, tại vì nó có gai á. Nó có gai hai bên lưng nữa á. Giờ mình thả nó hết đi. Dạ. Em ra biển thả. Thả thôi. Vậy là mình phát hiện được con cua này nó có kỹ năng độn thổ rất là nhanh luôn các bạn. Bây giờ mình thể để thử cái mép bờ biển coi nó có chạy nhanh không nha. Rồi để đây nha. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Hồi tới. Ở đâu rồi? Đây nè. Đó. Chạy phải bị sóng đánh gục luôn. Thả nó mà nó ấy chen là nó không biết sao mà cái gì á. Bởi vì nó không thể về được. Sống đánh nhạt vô. Thôi sao lên đi lên. Trời ơi. Con vô nữa rồi. Con vô nữa à. Rồi. Đây nè. Con phải vô nữa thôi à. Rồi còn mấy ốc quần hồn gì của con nè thả luôn nha. Dạ. Rồi. Nói chung là cái biển Phú Quốc này là có cua đó. Có ốc quần hồn. À. Nhưng mà được cá là mình phải chịu cực đi bắt nha anh em. Có đi bắt vào ban đêm. Ban đêm nó có nhiều lắm, mình ngày mình thấy video anh em mình đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay các bạn đừng quên chúng ta đăng ký và đừng quên chia sẻ lên Facebook anh em mình có động lực làm clip cho các bạn xem nha. Bây giờ tạm biệt các bạn.